Các bạn đang nghe chuyện tại thư viện sách nói miễn phí. Chuyện đọc việt.com. Sau đây là bộ truyện Đồ đệ của ta đều là trùng phản diện của tác giả Mưu Sinh Nhâm Truyền Bồng. Tập 78. Chương 771. Hạ Cơ nói, bảy nước còn lại đã tiến đến Lạch Trời. Cho dù ngươi là Cửu Diệp cũng không thể kịp thời cứu viện. Hôm nay quốc sư tự mình đốc chiến, quốc sư từ mấy trăm năm trước đã là Cửu Diệp. Chư vị, còn chờ gì nữa? Xem ra Khương Văn Hư đã tẩy não bọn hắn không ít. A Nhĩ Văn của Thâm Mục Quốc rút ra đại đao, cất cao giọng nói, để ta lĩnh giáo ngươi một phen. Hai tay hắn cầm đao vọt tới. Ông! Pháp thân Báo Vương Không Kim Liên xuất hiện, tám mảnh liên diệp bay xung quanh pháp thân đã nói lên tu vi của hắn. Thậm chí có thể là bát diệp rưỡi. Nhìn tới đây, Lục Châu vuốt râu gật đầu. Xem ra Khương Văn Hư muốn mượn tay lão phu chém chết những hạt giống sắp tấn thăng cửu diệp này. Thân ảnh A Nhĩ Văn lóe lên, tung người nhảy vào không trung, pháp thân bạo phát hợp nhất cùng cơ thể, hai tay hắn cầm chặt thanh đao, đao cương biến lớn như sắp bổ đôi cả trời đất. A Nhĩ Văn chém xuống một đao kinh thiên, Lan Hải thấy cảnh này đã bị dọa đến mức toàn thân không thể động đậy. Trái lại hai vị trưởng lão, Minh Thế Nhân và Vu Chính Hải đều bình tĩnh đứng xem. Đao cương hướng thẳng vào mặt Lục Châu. Lục Châu nâng hai ngón tay lên, lam quang hiện ra. Ầm, đao cương dừng lại. Tay trái Lục Châu chắp sau lưng, tay phải giơ ra hai ngón tay kẹp lấy mũi đao cương khổng lồ kia. A Nhĩ Văn giật mình, dù biết Cửu Diệp rất mạnh, nhưng mà dùng một chiêu kẹp lấy đao cương vẫn hoàn toàn vượt ngoài dự liệu của hắn. Hắn muốn dùng lực rút đao cương ra nhưng lại phát hiện không thể nhúc nhích tí nào. Sao có thể? A Nhĩ Văn vận dụng một lượng lớn nguyên khí, đao cương vẫn bị kẹp chặt cứng. Thế mà lão nhân trước mặt hắn vẫn thản nhiên như không, chấn định ung dung vô cùng. Thật mạnh! Ngay sau đó, thân ảnh Lục Châu đột nhiên biến mất. Đại thần thông thuật. Chỉ trong một khoảnh khắc thất thần, Lục Châu đã xuất hiện sau lưng A Nhĩ Văn. Toàn thân A Nhĩ Văn nổi da gà, tóc gáy dựng đứng. Hắn tự tiêu tán đao cương, giơ đao lên đón đỡ. Ầm! Hàn mang hiện lên. Tay A Nhĩ Văn cầm đao cứng đờ dừng giữa không trung. A Nhĩ Văn, trên phi liễn truyền tới một tiếng kêu thê lương. Sóng âm cuốn tới, giật một tiếng, thanh đao vỡ ra làm đôi cùng lúc với thân thể A Nhĩ Văn. Hai phần thân thể rơi xuống, không còn sinh mệnh khí tức, máu tươi tản mát giữa không trung. Tinh, đánh giết một mục tiêu, thu hoạch được 1.500 điểm công đức. Một chiêu giết chết đối thủ, Cửu Diệp ra tay, ai dám tranh phong. Một cơn gió thổi tới cuốn tung trường bào trắng đen trên người Lục Châu, bộ dạng tiên phong đạo cốt của hắn khiến tất cả mọi người đều trở nên khó thở. Phía sau mấy chiếc phi liễn lại vang lên âm thanh trầm thấp quen thuộc, tiếp tục. Ba tư khắc của võ tràng quốc quát lên, đến lượt ta. Pháp thân Hổ Vương hợp lại cùng cơ thể, hai bắp tay hắn biến lớn. Ba tư khắc đạp không đi tới nhảy lên cao, song chảo chụp xuống. Hổ Vương bát diệp không còn bị, tòa kim liên trói buộc. Trở nên vô cùng dã tính không hề cố kỵ. Lục Châu nâng tay lên, vị danh kiếm mang theo phù văn màu đen xuất hiện. Thân ảnh Lục Châu lại biến mất. Ba tư khắc trầm giọng nói, ta đang chờ ngươi làm thế. Tiếng hổ gầm vang lên, lấy ba tư khắc làm trung tâm, âm công phóng xạ tản ra tứ phía, ầm vang rung trời. Hay cho một chiêu hổ khiếu âm công. Vừa dứt lời, thân ảnh Lục Châu xuất hiện bên cạnh pháp thân Hổ Vương, gương mặt lạnh nhạt, tay phải vung lên. Ngăn trở, ba tư khắc nâng hai tay đón đỡ. Xoẹt, vị danh kiếm cắt đứt hai cánh tay pháp thân Hổ Vương như cắt đậu hũ, lưỡi kiếm tiếp tục chém qua thân hắn. Chiến đấu kết thúc, bờ môi ba tư khắc run rẩy, trong mắt tràn ngập sợ hãi và không thể tin nổi. Âm công quá yếu, tinh, đánh giết một mục tiêu, thu hoạch được 1.500 điểm công đức. Khố bác của Nhiếp Nhĩ Quốc và hạ cơ của Nhu Lợi Quốc trong lòng rung động không thôi. Bát diệp cường giả đều bị một chiêu dây giết, sao bọn hắn có thể không sợ? Hai người quay đầu nhìn về phía quốc sư, cùng tiến lên. Quốc sư trầm giọng hạ lệnh. Lục Châu tính toán lực lượng phi phàm còn lại trong cơ thể. Liên tục giết chết hai người, phối hợp với vị danh kiếm đã dùng hết một nửa lực lượng phi phàm. Không ngờ liên tục chém chết hai người cũng không khiến tứ quốc liên minh sợ hãi. Bọn hắn lựa chọn đồng thời xông lên. Chi chít tu hành giả từ trên bốn chiếc phi liễn lao xuống, mấy chục pháp thân thập phương càn khôn, mấy trăm pháp thân cửu chuyển âm dương. Lại thêm một số cường giả nguyên thần cảnh ầm ầm đánh tới.
đông như châu chấu. Nếu là bình thường, không có thể trạng thái đỉnh phong, Lục Châu sẽ lựa chọn rút lui, trước đây đều là các đồ đệ và trưởng lão làm quân tiên phong. Nhưng bây giờ thì không cần phải làm thế. Lục Châu chậm chậm ngẩng đầu lên nhìn đám người như châu chấu lao vào tới. Từ xưa tới nay không có hòa bình nào là không được xây dựng từ thi thể và máu tươi. Phiến thiên địa này được yên bình như ngày hôm nay, có mảnh đất nào không chôn đầy xương cốt của con người đâu. Lên chiến trường, đuổi xài lang, giết số đông chính là chính nghĩa. Con người một khi hợp thành quần thể sẽ rất dễ bị cổ động công kích, ý chí bọn họ trở nên mù quáng và cố chấp. Bọn họ mất đi sức phán đoán, tự che mắt mình trước lực lượng cường đại, thậm chí còn trở nên cực đoan. Muốn khống chế bọn họ cũng nhẹ nhõm và dễ dàng hơn bao giờ hết. Nhưng điều khiến mọi người không ngờ được là Lục Châu không lui mà tiến. Toàn thân Lục Châu bộc phát cương khí hộ thể tiến vào giữa bầy châu chấu. Đao cương và kiếm cương đầy trời hội tụ, cương khí trên người Lục Châu tỏa ra lam quang ngăn trở toàn bộ công kích. Lục Châu tiếp tục đi tới, tiến vào vị trí trái tim của châu chấu rồi lăng không dừng lại. Lam liên xuất hiện dưới chân, toàn thân Lục Châu tỏa ra lam quang. Thần thông pháp diệt tẫn trí. Khi lam liên còn đang nở rộ, Khố Bác cầm một thanh chủy thủ màu đỏ trên tay đánh tới, miệng quát lớn, ngươi trúng kế rồi. Đây là vũ khí siêu thiên giai vô cấu chi nhận do quốc sư ban tặng. Hừ, Lục Châu liếc mắt nhìn hắn một cái. Lam liên hoàn toàn nở rộ, lam quang bắn tới công kích vô cấu chi nhận. Ầm, không phân biệt địch ta, trong phạm vi của lam liên, toàn bộ mọi đối tượng đều bị công kích. Chương 772. Phanh 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 tinh, đánh giết 5 mục tiêu nguyên thần cảnh ban thưởng 5.000 điểm công đức, đánh giết 210 mục tiêu thần đình cảnh ban thưởng 2.100 điểm công đức, những mục tiêu còn lại không được tính điểm. Thi thể đám người như cơn mưa châu chấu rơi rụng xuống đất. Khố Bác đứng mũi chịu sào bị cắt đứt hai cánh tay, vô cấu chi nhận lăng không bay đi. Lục Châu tóm lấy thanh chủy thủ. Tinh, thu hoạch được vũ khí siêu thiên giai vô cấu chi nhận, chủ nhân, Khương Văn Hư, cần luyện hóa lại một lần nữa mới có thể sử dụng. Không, Khố Bác ngửa đầu rơi xuống, mất đi vô cấu chi nhận khiến hắn vô cùng đau đớn. Một màn lam liên nở rộ vừa rồi khiến hắn tràn ngập sợ hãi. Kẽo kẹt, kẽo kẹt. Dưới lực công kích của thần thông pháp diệt tẫn trí, bốn chiếc phi liễn cực đại bị ảnh hưởng nặng nề, eo ọp lung lay trước gió. Nhiều người chết như vậy khiến đám người còn lại chỉ có thể đau khổ cố gắng duy trì cho phi liễn lơ lửng, đến khả năng phi hành cũng trở nên khó khăn. Đám người bị thanh trừ, trời quang mây tạnh, Lục Châu thản nhiên vuốt thanh vô cấu chi nhận trong tay. Tứ đại cao thủ nay chỉ còn lại Hạ Cơ của Nhu Lợi Quốc. Hạ Cơ lăng không bay ngược ra sau 100 mét, dù là có quốc sư tọa trấn nhưng sau mấy phen giao thủ, Hạ Cơ đã hoàn toàn bị dọa sợ. Quốc sư, ngài nên xuất thủ. Hạ Cơ cầu viện. Đáng tiếc phía hậu phương vẫn cực kỳ yên tĩnh, không ai trả lời. Lục Châu đạp không bay về phía trước, ánh mắt đảo qua bốn chiếc phi liễn. Sau 3 chiêu, tứ quốc liên minh đã bị hắn đánh hạ hơn một nửa, quân chủ lực cũng bị đánh chết 3 người. Đám người còn lại cũng chỉ là phản hải cảnh, chẳng làm nên chuyện gì. Hạ Cơ, Lục Châu nhìn về phía cường giả Bát Diệp cuối cùng. Hạ Cơ của Nhu Lợi Quốc, đứng hàng thứ 8 trong Hạ gia. Phan Ly Thiên báo ra danh hào của hắn. Lục Châu tiếp tục tiến lên. Hạ Cơ như lâm đại địch, hàng chân mày vặn xoắn lại với nhau. Phía sau mấy chiếc phi liễn đột nhiên phát ra âm thanh, Hạ Cơ, đánh. 4 chiếc phi liễn bay lên, trên mỗi mũi tàu đều có một tu hành giả đội mũ trùm kín mặt, toàn thân bao bọc trong quang mang màu tím. Bọn hắn chắp tay hành lễ, phạn âm xuất hiện. Âm thanh ong ong như ruồi kêu vang vọng giữa thiên địa. Dưới đất, những thi thể vốn đã chết kia lại bắt đầu chuyển động. Phạn âm của Phật môn kết hợp với thuật điều khiển khôi lỗi của vu thuật. Lục Châu ngạc nhiên nhìn cảnh tượng này. Lực lượng phi phàm trong người hắn chỉ còn có 1/4. Giết chết tứ đại cao thủ vẫn không thể bức Khương Văn Hư xuất hiện, chẳng lẽ sau đó lại phải dùng tới thẻ một kích chí mạng? Thật là phiền phức. Khi Lục Châu còn đang suy tư, thân ảnh Hạ Cơ đột nhiên lấp lóe đến như quỷ mị, đơn trưởng phá không đánh tới, tốc độ nhanh tới cực hạn. Pháp thân mở ra, pháp thân Lăng Vương không kim liên xuất hiện, bên trên có 8 mảnh liên diệp và nửa mảnh đang tách ra. Bát diệp rưỡi, thanh âm già nua của Lục Châu vang lên, tìm chết. Giữa 5 ngón tay xuất hiện lam quang và 4 chữ triện tuyệt thánh khí chí.
song chưởng va chạm, oanh, cương khí giao thoa phát tiết ra ngoài. Tất cả mọi người đều cho rằng một trưởng quỷ khốc thần sầu của Lục Châu sẽ lập tức đánh chết Hạ Cơ. Thế nhưng, sau khi cương khí tiêu tán, mọi thứ trở nên yên tĩnh, Lục Châu phát hiện. Hạ Cơ vẫn đứng yên tại chỗ, thần sắc hờ hững, trong mắt hoàn toàn vô thần. Âm thanh niệm chú trên bốn chiếc phi liễn ngày càng vang dội. Rất nhiều cao thủ sau khi chết bị chú ngữ điều khiển biến thành khôi lỗi, lờ đờ bay về phía Lục Châu. Lục Châu cảm nhận được lực lượng phi phàm trong cơ thể mình đã rỗng tuếch. Đúng lúc này, bên cạnh Hạ Cơ xuất hiện một người, Khương Văn Hư. Hắn nấp ở sau lưng Hạ Cơ, trên mặt nở nụ cười thong dong tự tin. Tay phải hắn nhiễm máu tươi, màu máu đó là của Hạ Cơ, thì ra Hạ Cơ đã chết từ lâu. Ông! Sau lưng Khương Văn Hư xuất hiện một tòa pháp thân cao 15 trượng. Bên dưới pháp thân, hồng liên nở rộ quang mang, chín mảnh liên diệp đỏ ửng xoay quanh tòa sen cực kỳ chói mắt. Đế sư Cửu Diệp rốt cuộc đã hiện thân, Minh Thế Nhân, Lãnh La, Phan Ly Thiên và Vu Chính Hải đều cả kinh. Khương Văn Hư cười nhạt nói, không biết có làm ngươi hài lòng không? Đúng vậy, Hạ Cơ đã là bát diệp rưỡi, tiếp cận cửu diệp nhất. Với tính cách của Khương Văn Hư sao có thể cho phép người này tiếp tục đột phá? Lục Châu liếc nhìn xuống dưới, đám khôi lỗi bị phục sinh không còn lý trí đang điên cuồng bay tới. Số lượng càng nhiều, càng cường đại hơn trước, càng không sợ tử vong, không sợ đau đớn. Đây là đàn châu chấu mạnh hơn bao giờ hết. Trên gương mặt già nua của Lục Châu nở nụ cười, vuốt râu nói, lão phu, rất hài lòng. Khương Văn Hư nói, ngươi có thể ngăn cản được vô cấu chi nhận, có thể thấy năng lượng màu xanh lam kia rất mạnh. Tuy rằng ta không biết ngươi tích trữ lực lượng như thế nào, nhưng cuộc chiến vừa rồi ta khiến bọn hắn tiêu hao năng lượng nguyên khí của ngươi. Bây giờ ngươi đã thua, thua hoàn toàn. Lục Châu nhìn đàn châu châu khôi lỗi đang tiến đến gần. Hắn vốn định dùng thẻ một kích chí mạng lấy mạng Khương Văn Hư, nhưng chợt phát hiện chỉ một tấm thẻ một kích chí mạng chẳng thể giải quyết được vấn đề trước mắt. Thật vậy sao? Lục Châu hỏi lại, đồng thời trong lòng bàn tay xuất hiện một tấm thẻ đạo cụ. Khương Văn Hư thu hồi pháp thân, toàn thân như thiểm điện công kích tới, phối hợp với đám châu chấu đánh ra đao cương màu đỏ. Sư phụ, các chủ, những người khác công kích, bọn họ sẽ không lo lắng. Nhưng đây là vị đế sư đã là cửu diệp suốt mấy trăm năm, ai có thể không căng thẳng. Dưới tiếng kêu lo lắng của đám người Ma Thiên Các, thẻ trạng thái đỉnh phong trong tay Lục Châu vỡ vụn. Đan điền khí hải bộc phát, lực lượng sung mãn lại trở về. Lục Châu gọi ra pháp thân Bách Kiếp Động Minh. Một tòa pháp thân cao 15 trượng đứng sừng sững giữa trời, kim liên dưới trướng lấp lánh kim quang, chín mảnh liên diệp tỏa sáng rực rỡ. Đám châu chấu lập tức bị đánh bay, rơi xuống như mưa. Hai mắt Lục Châu vẫn nhìn chằm chằm vào Khương Văn Hư. Lão phu muốn xem ngươi chạy đi đâu. Các bạn đang nghe chuyện Đồ Đệ Của Ta Đều Là Trùng Phản Diện của tác giả Mưu Sinh Nhâm Truyền Bồng tại thư viện sách nói miễn phí. Chuyện đọc việt.com. Chương 773. Khương Văn Hư mặt không biểu tình đáp, quả nhiên là cửu diệp, nhưng ngươi cũng chỉ là nỏ mạnh hết đà. Chắc chắn phải thua, vậy thì lão phu sẽ cho ngươi nếm thử tư vị của nỏ mạnh hết đà là như thế nào. Đại thần thông thuật của cửu diệp mạnh hơn bát diệp rất nhiều, cường đại đến không thể tưởng tượng. Trong chớp mắt Lục Châu vọt tới trước mặt Khương Văn Hư, đánh ra một trưởng. Tuyệt thanh khí chí, trưởng ấn vỗ xuống đỉnh đầu Khương Văn Hư. Song trưởng trên tay hắn toát ra hồng quang đón đỡ tuyệt thanh khí chí. Oanh, cương phong bắn ra tán loạn, tàn phá khắp nơi. Lui, mau lùi lại. Người trên bốn chiếc phi liễn cũng ý thức được sự nhỏ bé của mình. Dư uy từ cuộc chiến cửu diệp không phải là thứ mà bọn hắn có thể tiếp nhận nổi. Vội vàng điều khiển phi liễn bay lùi lại. Phan Ly Thiên cũng hô lên, mau lùi ra sau. Minh Thế Nhân kẹp lấy đại sư huynh bay vọt ra sau. Đại sư huynh, xin lỗi. Lãnh La thì không ngại, hắn vốn học đạo ẩn chi thuật, bản sự bỏ chạy vốn là nhất lưu, vượt xa người khác. Một chiêu tuyệt thánh khí chí gần như rọi sáng toàn bộ bình chướng trên bầu trời, rực rỡ như một vầng mặt trời mới. Bách tính, thần tử, tu hành giả Lâu Lan, phàm là người có mặt ở Vương Thành đều ngẩng đầu nhìn kỳ quan này. Một vàng một đỏ, Lục Châu lại nâng tay đánh ra một chưởng. Cửu tự chân ngôn đại thủ ấn của đạo môn, oanh. Khương Văn Hư lại bộc phát pháp thân màu đỏ, toàn thân bay lên trực bức về phía bầu trời,
lên tầm cao ngang với Lục Châu. Thân ảnh Lục Châu lại lấp lóe, thoáng cái đã lại xuất hiện phía trên đầu Khương Văn Hư, năm ngón tay áp xuống. Tuyệt thánh khí chí ngũ liên trưởng, thấy trưởng ấn từ trên trời giáng xuống chưa? Một trưởng không đủ thì ngũ trưởng, kim trưởng trên bầu trời khiến không khí ngưng tụ thành xương. Ngũ liên trưởng, xem ngươi còn dám điên cuồng nữa hay không? Ầm ầm ầm. Khương Văn Hư kêu lên một tiếng đau đớn, phun ra búng máu. Trong khoảnh khắc, hắn thu hồi pháp thân, trong đầu chỉ còn một chữ, trốn. Khương Văn Hư lau máu tươi bên khóe miệng, đạp không vọt đi. Lục Châu tiếp tục điều khiển pháp thân thi triển đại thần thông thuật. Muốn đi, mặc kệ Khương Văn Hư chạy đi đâu, Lục Châu luôn có thể sử dụng đại thần thông thuật xuất hiện trên đỉnh đầu hắn. Pháp thân 15 trượng của Lục Châu quét qua hai chiếc phi liễn khiến chúng bị nghiền nát rồi rơi lả tả xuống đất. Những tu hành giả đang tụng niệm chú ngữ cũng hoảng sợ rời khỏi phi liễn, bỏ chạy tứ tán. Khương Văn Hư chạy trốn đến phụ cận phi liễn là vì cố ý muốn để đám tu hành giả này kéo chân Lục Châu, làm hắn chậm lại, không ngờ Lục Châu lại mang theo cả pháp thân bay đi. Hắn ngửa mặt nhìn lên, nghi ngờ hỏi, ngươi không thu lại pháp thân? Vì sao phải thu? Lão Phu không thiếu nguyên khí, sao phải thu hồi pháp thân? Khương Văn Hư không cam lòng. Trải qua nhiều năm đứng trên đỉnh tu hành giới, hắn chưa bao giờ nhìn thấy tu hành giả kim liên nào biến thái như vậy. Chẳng lẽ nguyên khí có thể tiêu xài không hề kiêng kỵ như vậy sao? Nhưng rõ ràng cơ lão ma đã hao tổn rất nhiều năng lượng màu xanh lam kia mà. Lòng Khương Văn Hư rối như tơ vò, hai chiếc cự liễn đã bị nghiền nát. Đám tu hành giả tản ra khắp nơi sợ bị đánh chết, nhưng Khương Văn Hư lại ra lệnh, còn đứng ngây ra đó làm gì? Động thủ! Đám tu hành giả vừa rời khỏi phi liễn nhìn thấy pháp thân 15 trượng đều cảm thấy áp bách và ngạt thở vô cùng. Tuy rằng bọn hắn đã bị tẩy não, có thể làm ra những hành vi mất đi lý trí và cực đoan, nhưng khi đối mặt với lực lượng đủ cường đại, nghiền ép hoàn toàn lòng tự tin của bọn hắn thì bọn hắn sẽ tỉnh táo trở lại. Thứ mà Lục Châu vừa thể hiện chính là thực lực tuyệt đối. Khương Văn Hư, ngươi nhìn cho rõ ràng. Khương Văn Hư cả kinh. Trực giác nói cho hắn biết, cho đến bây giờ Lục Châu vẫn chưa dốc toàn lực. Hắn ngẩng đầu nhìn Lục Châu, chỉ trong khoảnh khắc, từ bốn phương tám hướng đánh tới mấy chục đạo trưởng ấn. Đại Kim Cương Luân Thủ Ấn của Phật Môn, trốn ở đằng xa, đám tu hành giả hai mắt trừng to nhìn trưởng ấn kim quang đầy trời. Chân mày Khương Văn Hư nhíu chặt, trong lòng rung động. Hắn đã đánh giá thấp năng lực chiến đấu của Lục Châu, từ đầu đến cuối đều tung đại chiêu. Tốc độ của Đại Kim Cương Luân Thủ Ấn quá nhanh, hiệu quả lại kinh người, có thể so sánh với trưởng ấn cực mạnh Đại Vô Úy Ấn. Vậy mà trong tay Lục Châu nó lại có thể hời hợt tung ra như là một chiêu thức bình thường. Đại Kim Cương Luân Thủ Ấn xuất hiện đầy trời, chỉ trong khoảnh khắc đã lấy mạng đám tu hành giả đang tụng niệm phản âm. Tình đánh giết 10 mục tiêu nguyên thần cảnh thu hoạch được 10.000 điểm công đức, 30 mục tiêu thần đình cảnh thu hoạch được 300 điểm công đức, những người còn lại không được tính điểm. Chỉ trong chớp nhoáng có người đỡ đạn, thân ảnh Khương Văn Hư lập tức nhoáng lên chạy trốn. Hắn vừa định thi triển đại thần thông thuật thì bùng, trưởng ấn lại từ trên trời giáng xuống. Lão Phu chưa cho phép ngươi đi. Khương Văn Hư không có pháp thân bị trưởng ấn đánh rơi như đánh trúng một con ruồi. Pháp thân, Khương Văn Hư cố nén khí huyết cuồn cuộn trong cơ thể không gọi ra pháp thân lần nữa. Tòa pháp thân cao 15 trượng tỏa hồng quang xuất hiện bên dưới pháp thân kim quang. Lục Châu liếc mắt nhìn thời gian. Có thể kiên trì lâu như vậy dưới uy lực của thể trạng thái đỉnh phong, đế sư Khương Văn Hư chính là người đầu tiên. Khương Văn Hư ngẩng đầu nhìn trời, thân ảnh chui vào giữa pháp thân, song trưởng nâng lên. Pháp thân cũng làm ra động tác y hệt. Trong lòng bàn tay hắn toát ra chi chít phù văn màu đỏ, sau đó chúng tụ lại biến thành một tia kiếm cương cực lớn. Ngươi cho rằng, Cửu Diệp không có một chút thủ đoạn. Lục Châu nhìn tia kiếm cương màu đỏ, trong lòng bàn tay xuất hiện vị danh kiếm, kiếm cương của Lục Châu bao bọc lấy vị danh kiếm. Trong lòng Khương Văn Hư run lên, phù văn màu đen, hoang cấp vũ khí. Nếu nói trước đó Lục Châu liên tục sử dụng đại chiêu, không hề kiêng kỵ dùng nguyên khí, thậm chí không thèm thu hồi pháp thân đã khiến Khương Văn Hư cực kỳ ngoài ý muốn, thì việc phù văn màu đen xuất hiện quả thực đã khiến hắn biến sắc mặt kinh hãi không thôi. Cho dù từng thấy Lục Châu thi triển cương khí màu xanh lam cũng không khiến hắn hoảng sợ như vậy. Chương 774 Thu, Khương Văn Hư sợ hãi hô lên. Muộn rồi.
phù văn màu đen bao bọc lấy vị danh kiếm, chém thẳng xuống dưới. Xoẹt, kiếm cương màu đỏ bị chém đứt, tiếp tục chém xuống chính là pháp thân. Khương Văn Hư cưỡng ép thu hồi lại pháp thân, đơn trưởng đánh ra, từ trong đan điền khí hải bốc lên một ngọn lửa đỏ. Hắn lựa chọn, thiêu đốt khí hải. Lục Châu thu hồi vị danh kiếm, bàn tay đánh ra mấy đạo trưởng ấn. Oanh, Khương Văn Hư lại kêu lên đau đớn. Hắn tránh đi, Lục Châu cũng vọt tới, hơn nữa còn là mang theo pháp thân vọt tới, dù là tốc độ hay sức mạnh đều ở trạng thái nghiền ép đối phương. Sau khi đã thiêu đốt khí hải, Khương Văn Hư điên cuồng chạy trốn về phía đông. Không có khả năng, trong đầu hắn đã từ bỏ ý định đối kháng với Lục Châu. Cương khí đỏ rực phiêu tán giữa trời, phù văn màu đỏ tích xúc mấy trăm năm có thể đánh giết Bát Diệp rưỡi, thậm chí chống lại Cửu Diệp, vậy mà ở trong tay Lục Châu lại giòn như giấy. Trốn! Ngươi cảm thấy có thể trốn khỏi mắt lão phu sao? Tiếng như kình lôi từ trên trời giáng xuống. Thân ảnh Khương Văn Hư liên tục nhoáng lên 10 lần, sau đó hắn ngẩng đầu nhìn lên. Pháp thân kim quang cao sừng sững vẫn ở trên đỉnh đầu hắn. Trên đường đi, phàm là nơi nào bị pháp thân Cửu Diệp quét tới đều bị san thành bình địa. Lục Châu không ngại, trong trạng thái nguyên khí vô hạn như thế này mà không chiến cho thống khoái thì sao xứng đáng với tấm thẻ này. Khương Văn Hư ngẩng đầu, vì cái gì? Thế gian rộng lớn không thiếu điều lạ, con người cũng chỉ là một giọt nước trong biển cả. Ngươi thật sự cho rằng một mình ngươi có thể ngăn cản được chúng sinh trong thiên hạ. Lục Châu nhấc trưởng, trưởng ấn như Phật tổ như, lai tỏa ra kim quang lớn hơn trước đó mấy chục lần từ trên trời giáng xuống. Gần như đã bao trùm toàn bộ dãy núi xung quanh khiến đám chim muông bỏ chạy tứ tán, cá trên sông nhảy ra khỏi mặt nước hòng chạy trốn. Trong mắt Khương Văn Hư ngập tràn tia máu, nhiều năm qua hắn vẫn luôn là người mạnh mẽ nhất ở thế giới này. Sao hắn có thể cam tâm mọi chuyện kết thúc như vậy? Con người ngu xuẩn hèn mọn, cuối cùng cũng sẽ vì sự ngu muội của mình mà trả giá đại giới. Khương Văn Hư gọi ra pháp thân và hồng liên tỏa ra hồng quang cường thịnh hơn trước gấp mấy lần. Hắn bộc phát toàn bộ lực lượng của Cửu Diệp Hồng chống cự lại một trưởng kinh thế hãi tục kia. Oanh! Cương khí trong phương viên trăm dặm đều bị tác động, núi non sông ngòi và cây cối đều bị chém đứt. Âm thanh va chạm kia truyền vang bốn phía, tu hành giả dị tộc đồng loạt ngẩng đầu nhìn về phương đông. Trong tòa thành Lâu Lan, đám người dừng lại mọi động tác, lặng lặng đứng lắng nghe địa chấn ầm vang. Cho dù Khương Văn Hư đã bộc phát toàn bộ lực lượng Cửu Diệp thì cũng chỉ có thể làm trưởng ấn cực đại kia dừng lại mấy giây mà thôi. Sau đó nó tiếp tục đánh xuống. Oanh! Một trưởng này đã không còn là lực lượng đơn thuần của Cửu Diệp mà được Lục Châu sử dụng năng lượng vô hạn chồng chất lên nhau tạo thành. Đứng ở trên cao, Lục Châu không nhớ nổi mình đã tung ra bao nhiêu trưởng, cho đến khi trưởng ấn rơi xuống hắn mới dừng lại. Mọi thứ trở lại im ắng. Lục Châu vẫn không thu hồi pháp thân, cúi đầu nhìn bảng thời gian. Đã trôi qua 15 phút, còn lại một nửa thời gian. Trưởng ấn đánh xuống đại địa tạo thành năm khe rãnh sâu hoắm hình các ngón tay. Ánh mắt Lục Châu nhìn xuống bên dưới. Thân ảnh đế sư Khương Văn Hư nằm im dưới mặt đất, trước ngực đã thấm đầy máu. Trưởng ấn vừa rồi đập nát pháp thân hắn, lại thêm hắn đã thiêu đốt đan điền khí hải, xem như tu vi mất hết. Ha ha! Khương Văn Hư cười khẽ thành tiếng. Khi Lục Châu nghe được tiếng cười buồn bã này, Lục Châu đã hiểu, đế sư đã hoàn toàn từ bỏ. Trong tiếng cười chỉ còn lại sự cam chịu và một chút thoải mái. Ngươi thắng! Giọng nói của Khương Văn Hư trở nên yếu đuối vô cùng. Ngươi còn tưởng rằng mình có thể thắng hay sao? Lục Châu nghe ra khẩu khí của hắn, xem thường đáp. Nhưng ngươi còn có thể làm thế nào? Khương Văn Hư tự mình an ủi. Thất quốc liên minh đã xuất phát từ sớm, Đại Viêm sẽ trở thành địa ngục nhân gian. Lục Châu ngẩng đầu nhìn về phía Lương Châu Thành. Chưa chắc. Hắn thu hồi pháp thân, dùng ma đà thủ ấn chộp lấy Khương Văn Hư bay lên. Ngươi muốn làm gì? Khương Văn Hư kỳ quái hỏi. Lục Châu không đáp, thân ảnh lóe lên bay về phía Lương Châu Thành. Khương Văn Hư hiểu ra, run giọng nói, ngươi muốn trở về. Từ bỏ đi, trận chiến này, cả ta và ngươi đều là người thua cuộc. Từ Lương Châu, Ngu Thượng Nhung dùng tốc độ của Thất Diệp, cưỡi ngựa Cát Lượng vừa bay vừa nghỉ. Tốn mất khoảng 10 ngày mới đi đến phần cuối của Mai Cốt Chi Địa. Nếu không có ngựa Cát Lượng thì phải mất đến 20 ngày. Lấy tốc độ của Bát Diệp, một đường không ngừng nghỉ phi hành hết tốc lực để vượt qua lạch trời trở về Lương Châu thì cần khoảng 5 ngày. Với tốc độ của Cửu Diệp,
toàn lực phi hành không nghỉ ngơi cũng cần từ 1 đến 2 ngày. Trong khoảng thời gian một ngày đó đã đủ để thất quốc liên minh vẩy máu tươi ra khắp Lương Châu, Ích Châu, thậm chí là Dự Châu. Lục Châu không để ý tới lời Khương Văn Hư, gọi ra pháp thân, tốc độ và lực lượng lập tức đạt tới trạng thái cao nhất, đồng thời liên tục sử dụng đại thần thông. Một lần lóe lên chính là mấy ngàn mét, cây cối không còn nhan sắc, thiên không trở nên mơ hồ, quang cảnh xung quanh hoàn toàn vặn vẹo mông lung, tinh thần Khương Văn Hư rung động thật mạnh. Cho dù là tu hành giả mạnh mẽ nhất ở Hồng Liên địa giới cũng chưa từng có ai dám liên tục thi triển đại thần thông để đi đường như thế. Toàn bộ những lời giễu cợt định thốt ra miệng đều như bị kẹt lại trong cổ họng. Tam quan Khương Văn Hư hoàn toàn bị phá vỡ. Quái vật, đây không phải là con người nữa rồi. Đây là một con quái vật điển hình. Khương Văn Hư hoàn toàn ngây ngốc. Đúng như lời Khương Văn Hư nói, Lương Châu Thành lúc này đã lâm vào chiến hỏa. Hoàng Thời Tiết điều khiển pháp thân Bát Diệp quét sạch dị tộc trên tường thành. Dù vậy hắn đã chiến đấu thật lâu, nguyên khí trong cơ thể dần dần cạn kiệt. Các bạn đang nghe chuyện Đồ Đệ Của Ta Đều Là Trùm Phản Diện của tác giả Mưu Sinh Nhâm Truyền Bồng tại thư viện sách nói miễn phí. chuyendocviet.com Chương 775. Đôi cánh khổng lồ của Tư Vô Nhai lướt qua trên không trung, cương châm bắn ra lấy mạng mấy chục tên tu hành giả. Tư Vô Nhai quát lên, rút lui, yểm hộ dân chúng trong thành lui về Ích Châu. Vâng. Tu hành giả Đại Viêm đứng chắn phía trước tạo thành một bức tường kiên cố, ngăn cản dị tộc xông vào. Giang Ái kiếm bay lượn trên tường thành, Long Ngâm kiếm thỉnh thoảng lại chém tới lấy đầu mấy tên dị tộc. Hừ, thật buồn nôn. Giang Ái kiếm cúi thấp đầu ẩn nấp, le lén nhìn 7 chiếc phi liễn cực đại trên bầu trời. Phi liễn khổng lồ của Thất Quốc Liên Minh gồm Bác Phụ, Kỳ Quang, Túc Thận, Trường Cổ, Kỳ Chủng, Câu Anh, Vu Hàm bao vây cả tòa thành. Công kích lớn như vậy trước nay chưa từng thấy. Dù Tư Vô Nhai trí tuệ hơn người nhưng khi đối mặt với Thất Quốc Liên Minh cũng chỉ có thể lựa chọn lùi về sau. Thật đúng là dốc hết vốn liếng. Giang Ái kiếm cúi thấp đầu bay trở về. Cao thủ Thất Quốc lăng không mà tới, thỉnh thoảng lại có tu hành giả Đại Viêm bị giết. Sư muội, rút! Giang Ái kiếm thấy Lý Cẩm Y đứng gần đó đang ra sức chém giết, bèn hô một tiếng. Được! Lý Cẩm Y lập tức xoay người. Tu hành giả Đại Viêm rút lui như thủy triều xuống. Khi lùi được hơn phân nửa, 7 chiếc phi liễn đã lơ lửng trên bầu trời Lương Châu. Thành, Tư Vô Nhai cao giọng nói, khai trận. Ông, bình chướng Lương Châu Thành sáng lên, ngăn cản đám người Thất Quốc Liên Minh. Bình chướng không thể kiên trì được lâu, tiếp tục lùi. Điều khiến mọi người không thể tưởng tượng được chính là, phi liễn của Thất Quốc Liên Minh tựa như phát điên, bộc phát cương khí không ngừng va chạm với tầng bình chướng. Oanh, những cú va chạm liên tục xảy ra, bình chướng tản ra từng đạo gợn sóng. Đám tu hành giả Đại Viêm lập tức lộ vẻ lo lắng. Giang Ái kiếm bay về trong đám người, vội vàng thông báo, ta đã tìm hiểu tin tức, đám người Thất Quốc Liên Minh có chuẩn bị kỹ càng mới đến, gần như nước nào cũng đều dốc toàn lực. Tư Vô Nhai nhìn 7 chiếc phi liễn, nhíu mày nói, nhanh như vậy đã nhất trí về lợi ích. Thật khó có thể tin được. Chư Hồng Cộng lúng túng nói, quản bọn họ làm gì, sao chúng ta không mau trốn đi. Lấy tu vi của bọn họ, muốn tự cứu lấy mình thì không thành vấn đề. Đoan Mộc Sinh nhướng mày mắng, ngậm miệng lại. Chư Hồng Cộng lập tức ủ rũ im miệng. Nếu lúc này bỏ thành, không quan tâm tới bách tính thiên hạ thì mọi nỗ lực của U Minh Giáo trước đó đều sẽ bị hủy hoại trong chốc lát, thậm chí còn phải mang tội danh thiên cổ. Làm ma không đáng sợ, đáng sợ nhất chính là ngã vào vực sâu vạn trượng. Phụ thân hắn, Chư Thiên Nguyên cũng lên tiếng, U Minh Giáo và Thần Đô đấu tranh quá lâu, cũng mất mát quá nhiều. Nếu Bát Đại Thống Soái vẫn còn đây thì dù có dốc sức chiến một trận cũng không sợ. Bây giờ xem ra, rất khó. Tư Vô Nhai khẽ lắc đầu, bây giờ không phải lúc nói những lời ủ rũ này. Sĩ khí rất quan trọng, đừng để ảnh hưởng đến tinh thần của mọi người. Tiếp tục lùi. Nếu có Đại Sư Huynh và Nhị Sư Huynh ở đây thì làm gì đến lượt bọn hắn diễu võ dương oai chứ? Chư Hồng Cộng buồn bực, cứ lui đi, ta đã lệnh cho người gửi phi thư tới Thần Đô, đám người Lục Sư Tỷ hẳn đang nhanh chóng chạy đến. Chỉ hy vọng lúc này các môn phái khác cũng buông bỏ ân oán cá nhân để cùng nhau đối ngoại. Tư Vô Nhai nói, chỉ mong là thế. Ở phía hậu phương, Tiểu Diên Nhi nắm tay Hải Loa đi tới.
Hải Loa ngẩng đầu nhìn bảy chiếc phi liễn đang ông ông rung động trên không, nàng chợt tháo sáo Lam Điền Ngọc bên hông xuống. Để ta thử xem, ngươi. Giang Ái Kiếm lắc đầu. Tiểu nha đầu, đừng gây thêm phiền toái, mau dẫn người rút lui đi. Hải Loa không nghe lời hắn mà đặt sáo Lam Điền Ngọc bên môi, sóng âm xuất hiện, tỏa ra hồng cương. Hồng cương như thủy triều nương theo điệu hát du dương dập dờn truyền đi. Thấy cảnh này, Tư Vô Nhai kinh ngạc hô, hồng cương. Tu hành giả Đại Viêm cũng chú ý thấy điểm này, ai nấy đều ngẩng đầu nhìn tiểu nha đầu trên không trung. Cương khí màu đỏ, cho dù là các đồng môn Ma Thiên Các của nàng, khi nhìn thấy hồng cương cũng phải kinh ngạc không thôi. Âm thanh cũng là một loại hình công kích trên diện rộng. Hồng cương nương theo sóng âm như thủy triều càn quét về phía bảy chiếc phi liễn. Sắc mặt đám tu hành giả cấp thấp trở nên dữ tợn, không khống chế được cơ thể, lộp bộp rơi xuống đất. Tu hành giả cao giai thì không bị ảnh hưởng. Tiểu Diên Nhi vỗ tay nói, Hải Loa, nhanh lên, thêm một chút lực, chiếc phi liễn đằng kia lay động rồi kìa. Cao thủ trên bảy chiếc phi liễn cũng chú ý thấy điều này, lập tức tìm người thay mình cầm lái rồi bay ra ngoài. Đủ loại pháp thân sáng lên, nào sư vương, nào xà vương, ngưu vương. Đám cao thủ dị tộc tụ tập lại rồi hò hét, tung ra mấy đạo âm công phản kích hồng cương. Hồng cương nhanh chóng bị đập tan, giai điệu du dương cũng im bặt. Một tiếng giống lớn như trời gầm đánh tới khiến người ù tai khó chịu, đầu như muốn nứt toạc. Ầm, Hải Loa bay ngược ra sau. Tiểu sư muội. Đám người đồng thời huy động cương khí đỡ lấy nàng. Sau khi ổn định thân hình, sắc mặt Hải Loa vẫn còn trắng bệch. Tu vi của nàng vốn rất thấp, làm sao có thể chống đỡ được thế phản công của nhiều cao thủ cùng một lúc. Lúc này, một tu hành giả từ hậu phương bay tới bẩm báo, cấp báo, những người khác đã rút ra khỏi thành, chia quân lên ba chiếc phi liễn rời đi. Tốt, tất cả mọi người nghe lệnh ta, lui. Tu hành giả Đại Viêm chính là nhóm người cuối cùng rời khỏi Lương Châu. Thất đại cao thủ trên bảy chiếc phi liễn cũng thấy được điều này, lần lượt bay ra ngoài, thi triển pháp thân bay về phía các tu hành giả Đại Viêm. Hôm nay một người cũng đừng hòng chạy. Pháp thân lấp lóe, bảy vị cao thủ lăng không bao vây đám người cách một tầng bình chướng. Làm sao bây giờ? Chư Hồng Cộng hỏi. Thôi đi, để lúc nào cũng lắm vấn đề. Đoan Mộc Sinh lại mắng. Đó là vì đầu óc ta không xài được mà. Nếu ta thông minh được như các huynh thì ta đã không hỏi rồi. Tư Vô Nhai nói, lát nữa các vị tiên sinh ngăn cản một hướng, Lý Cẩm Y cô nương và Giang Ái Kiếm cản một hướng. Tiền bối Hoàng Thời Tiết một mình cản một hướng, ta và Tam Sư Huynh sẽ tùy cơ ứng biến. Những người còn lại lui về phía đông. Được. Chương 776. Vừa dứt lời, ầm, tầng bình chướng trên bầu trời Lương Châu Thành dưới sự công kích điên cuồng của bảy chiếc phi liễn và rất nhiều tu hành giả dị tộc, rốt cuộc cũng vỡ tan thành từng mảnh nhỏ. Thắng hay bại phải xem lần này. Một khắc khi bình chướng Lương Châu Thành vỡ vụn, tu hành giả thất quốc liên minh ồ ạt lao vào. Tu hành giả Đại Viêm lao đến các phương hướng đã được phân công từ trước, bắt đầu chống đỡ để những người khác thuận đường rút lui, cứ thế vừa đánh vừa lùi. Đừng nương tay, tốc chiến tốc thắng, đừng cho bọn hắn cơ hội lui về. Bắt được đám người này thì dù quân chi viện của thần đô đến cũng không làm nên chuyện gì. Được, mỗi phía phái tới một cường giả bát diệp, tập trung phá vỡ phòng ngự của bọn hắn. Bảy chiếc phi liễn rất nhanh đã đạt thành nhất trí. Ngay sau đó, bảy tên cao thủ từ trên phi liễn bay ra, pháp thân xuất hiện. Bảy pháp thân mãnh thú, không kim liên nhanh như thiểm điện lao về đám tu hành giả Đại Viêm. Oanh! Pháp thân va chạm, bên phía Giang Ái Kiếm và Lý Cẩm Y bị chấn động đến mức phải liên tiếp lùi ra sau. Có mấy tu hành giả không chịu nổi va chạm của bát diệp đều phun máu rơi xuống đất. Tư Vô Nhai nhìn sang Giang Ái Kiếm, ngươi rốt cuộc có được hay không? Được. Giang Ái Kiếm huy động Long Ngâm Kiếm, kiếm cương bay đầy trời vọt về phía pháp thân Hổ Vương. Phanh phanh phanh. Cùng lúc đó, sáu pháp thân còn lại cũng không ngừng tấn công. Lui về, hai trong số đó đánh về phía Chư Hồng Cộng. Chư Hồng Cộng điều động nguyên khí toàn thân tạo thành cương khí hộ thể kết hợp với Bảo Thiền Y, hai tay bộc phát quyền cương. Thấy vậy, Chư Thiên Nguyên nhìn về phía hắn nhíu mày, nhi tử, mau tránh đi. Ta không tránh. Ta mà tránh, người phía sau ta phải làm sao? Chư Thiên Nguyên mỉm cười đáp, tốt lắm, không hổ là nhi tử của ta. Chỉ bằng câu nói này của con,
Lão cha hôm nay sẽ toàn lực ngạnh kháng. Ông, âm thanh năng lượng cộng hưởng vang lên. Một tòa pháp thân cao 10 trượng xuất hiện, Bát Diệp Kim Liên nở rộ quang mang. Pháp thân vừa xuất hiện đã bay ngang hướng về phía Chư Hồng Cộng. Oanh, pháp thân sư vương va chạm với pháp thân Chư Thiên Nguyên, cương khí phát tiết từ phía. Tu hành giả của hai phe đều bị cương khí phát tiết bức cho liên tiếp lui về sau. Một mình Chư Thiên Nguyên ngăn trở hai đại cao thủ. Chư Hồng Cộng giơ ngón tay lên khen, cha thật trâu. Chư Thiên Nguyên lau mồ hôi trên mặt nói, chuyện nhỏ, cha con còn có nhiều bản sự chưa thể hiện ra lắm. Nhìn cho kỹ nha. Chư Thiên Nguyên thao túng pháp thân Bát Diệp đưa lưng về phía dị tộc theo phương ngang, pháp thân cấp tốc xoay tròn giữa không trung. Bản thân pháp thân đã là một loại vũ khí phòng ngự cực mạnh, đặc biệt là khi dùng để đối phó với tu hành giả cấp thấp, thường sẽ tạo ra hiệu quả nghiền ép đối phương. Mọi người kinh ngạc nhìn đám tu hành giả dị tộc vừa ùa lên đều bị pháp thân xoay tròn đánh bay. Còn có thể chơi như vậy? Chư Hồng Cộng ngơ ngác nói. Tiền bối đúng là tiền bối, kinh nghiệm chiến đấu bậc này. Người trẻ tuổi không cách nào so sánh. Mọi người thở phào một hơi. Uy lực của pháp thân đương nhiên đáng sợ, nhưng pháp thân cũng sợ bị trọng thương. Thông thường khi pháp thân bị tổn thương thì bản thể cũng thế. Đặc biệt đối với đối thủ có vũ khí thiên giai trong tay thì pháp thân càng phải cẩn thận đề phòng. Thất đại cao thủ dị tộc sao có thể không nắm giữ một chút thủ đoạn. Bảy người đưa mắt nhìn nhau, khẽ nháy mắt rồi đồng loạt công kích về phía Chư Thiên Nguyên. Hoàng Thời Tiết mất đi đối thủ, lập tức nhắc nhở, Chư Thiên Nguyên, lui lại. Chư Thiên Nguyên cũng ý thức được nguy cơ, vừa định thu hồi pháp thân thì bảy cao thủ Bát Diệp từ các phương hướng khác nhau đều đồng loạt công kích tới. Một người trong số đó cầm vũ khí sắc bén trên tay tỏa quang mang rạng rỡ, rõ ràng là vũ khí có đặc tính, phá cương. Ầm, ba người dẫn đầu bay tới, Chư Thiên Nguyên lảo đảo bay ngược ra sau, kêu lên một tiếng đau đớn. Cao thủ dị tộc tay cầm vũ khí giơ cao, mở rộng đao cương chém xuống pháp thân Chư Thiên Nguyên. Chết cho ta, hỏng bét, lão cha. Ầm, Chư Thiên Nguyên lăn lộn ra sau, phun ra mấy ngụm máu tươi. Chư Hồng Cộng trừng to mắt nhìn cảnh tượng này, trái tim như muốn rớt ra khỏi lồng ngực. Chư tiền bối, đám người hoảng hốt kinh hô. Cao thủ dị tộc cầm vũ khí lăng không quan sát, mắt trợn lên, vậy mà chưa chết. Một đao không được thì hai đao, ta xem ngươi có thể chống cự được bao lâu. Hắn lại nâng đao cương lên, tia đao cương to và mạnh hơn lúc trước mấy lần. Thời khắc ngàn cân treo sợi tóc, từ cửa Tây Thành Lương Châu đột nhiên lóe lên một tia quang mang chói mắt. Đó là cái gì? Khí tức thật mạnh. Phương thức thi triển đại thần thông đặc thù lập tức thu hút sự chú ý của tất cả mọi người. Bởi vì tốc độ lấp lóe quá nhanh, mọi người chỉ có thể nhìn thấy một đốm sáng xuất hiện, một giây sau đã ở cách đó ngàn mét, lại một giây nữa đã tiến vào Lương Châu Thành. Đại thần thông, ta bị hoa mắt sao? Hết rồi, đại viêm hết thật rồi. Tu hành giả đại viêm thấy loại thủ đoạn mạnh đến cực hạn này, cho rằng cao thủ dị tộc đến, tâm tình mọi người đều chìm xuống đáy cốc, mặt xám như cho tàn. Khi Tư Vô Nhai thấy quang mang cao đến 15 trượng này xuất hiện, sắc mặt hắn cũng khó coi vô cùng. Tư Vô Nhai khổ tâm trấn thủ Lương Châu bấy lâu nay, nhưng đối mặt với thực lực tuyệt đối thì chỉ có thể bị nghiền ép vỡ vụn. Hắn đã đoán ra, người đến là Cửu Diệp, cao thủ của Thất Quốc Liên Minh cảm nhận được một cỗ nguyên khí cường đại đang ba động. Tên cao thủ đang giơ đao cương lên định chém xuống người Chư Thiên Nguyên đột nhiên cảm thấy hoa mắt. Một tia kim quang rực rỡ vừa xuất hiện bên cạnh hắn. Oanh tinh. Đánh giết một mục tiêu nguyên thần cảnh, thu hoạch được 1.500 điểm công đức. Không khí ngưng trệ, chiến đấu dừng lại. Tu hành giả đại viêm và dị tộc đồng loạt ngẩng đầu lên nhìn về phía người đứng giữa pháp thân 15 trượng. Đó là một lão giả trông như tiên nhân, biểu tình vân đạm phong khinh và bóng lưng vô cùng quen thuộc. Sư phụ, các chủ, cơ tiền bối, tu hành giả đại viêm và các đệ tử U Minh giáo lập tức cảm thấy hưng phấn vạn phần. Một khắc khi nhìn thấy Lục Châu, bọn họ cảm giác như Chúa cứu thế đến, trong lòng dâng lên sự an tâm và tin cậy chưa từng có. Toàn bộ nỗ lực của bọn họ đều đã được đền đáp. Đệ nhất cường giả đại viêm, tổ sư Gia Ma Thiên Các đã trở về. Các bạn đang nghe chuyện đồ đệ của ta đều là trùng phản diện của tác giả Mưu Sinh Nhâm Truyền Bồng tại thư viện sách nói miễn phí, truyệnđọcviệt.com. Chương 777. Cung nghênh tổ sư ra, cung nghênh sư phụ trở về.
Lục Châu không để ý những tiếng kích động xung quanh, hai mắt vẫn đang nhìn chằm chằm vào bảng. Thời gian với vẻ hài lòng, điên cuồng sử dụng đại thần thông thuật từ Lâu Lan đến Lương Châu chỉ mất có 10 phút. Thời gian còn lại khoảng 3, 4 phút. Không có Cửu Diệp là đối thủ, bấy nhiêu thời gian đã đủ. Khương Văn Hư vẫn bị pháp thân của Lục Châu nắm trong tay, lúc này đã mất đi năng lực suy nghĩ. Từ đầu đến cuối đều sử dụng đại thần thông, từ đầu đến cuối đều mở pháp thân. Dù là trong Hồng Liên địa giới cũng không biết có ai làm được. Khương Văn Hư bỗng nhiên nghĩ tới một lời giải thích cực kỳ hợp lý. Hắn là thập diệp cao thủ, hắn cố ý áp chế xuống một diệp, cố ý giả vờ nhỏ yếu. Hắn mới chính là lão đại của thế giới này. Lục Châu căn bản không thèm để ý tới suy nghĩ của Khương Văn Hư, chỉ hờ hững nhìn về phía 7 chiếc phi liễn. Oanh! Một chiếc phi liễn bị đánh rơi xuống đất, đồng thời mấy trăm tên tu hành giả trong đó cũng bị đánh bay, kẻ chết, kẻ trọng thương. Lui! Mau rút lui! Mẹ ơi! Đây là ma quỷ! Đây là ma quỷ! Quốc sư đâu? Quốc sư, đồ đại lừa gạt! Oanh! Chiếc phi liễn thứ hai bị nghiền nát. Pháp thân Cửu Diệp trong mắt đám người chẳng khác nào là một tòa núi cao nguy nga sừng sững, không thể suy xuyển. Pháp thân Cửu Diệp bắn ra kiếm cương đầy trời. Mỗi tia kiếm cương đều sắc bén đâm về phía các chiếc phi liễn còn lại. Oanh oanh oanh! Liên tục mấy lần, toàn bộ 7 chiếc phi liễn đều vỡ vụn. Tình! Đánh giết 25 mục tiêu nguyên thần cảnh thu hoạch được 25.000 điểm công đức. Đánh giết 350 mục tiêu thần đình cảnh thu hoạch được 3.500 điểm công đức. Các mục tiêu còn lại không tính điểm. 6 tên cao thủ dị tộc còn lại bị dọa đến mức hồn phi phách tán, lập tức điều khiển pháp thân bỏ chạy. Một tên pháp thân sư vương thừa dịp hỗn loạn bay vọt tới tường thành, thu hồi pháp thân. Vốn cho rằng không ai nhìn thấy mình, không ngờ. Pháp thân 15 trượng đánh tới một trường, Đại Kim Cương Luân Thủ Ấn của Phật Môn. Trường ấn không lớn nhưng rất lưu loát xuyên thấu qua lồng ngực hắn. Đây, hắn cúi đầu, mắt trừng to, không còn thấy trái tim của mình đâu. Sinh mệnh hắn trôi đi thật nhanh rồi hoàn toàn biến mất. Tình, đánh giết một mục tiêu nguyên thần cảnh, thu hoạch được 1.500 điểm công đức. 5 tên cao thủ còn lại nhìn thấy pháp thân Cửu Diệp càn quét khắp nơi, máu thịt văng tung tóe, trong đầu bọn hắn chỉ có một ý niệm duy nhất, trốn. Đường đường là quốc sư đại nhân, là cường giả Cửu Diệp Khương Văn Hư còn phải nảy sinh ý nghĩ này thì bọn hắn chẳng có gì phải xấu hổ. Lục Châu đã khóa chặt mục tiêu từ đầu. Sau khi pháp thân xử lý xong 7 chiếc phi liễn, Lục Châu lập tức truy kích 5 tên cao thủ còn lại. Khương Văn Hư đã hoàn toàn chết lặng, toàn thân đắm trong trạng thái mê muội đờ đẫn. Pháp thân xuất hiện trên đỉnh đầu một tên cao thủ, 5 ngón tay ấn xuống, tuyệt thành khí trí. Liên tục lặp lại 5 lần, bát diệp cao thủ bị đập như bánh thịt. Tinh, đánh giết 5 mục tiêu nguyên, thần cảnh, thu hoạch được 7.500 điểm công đức. Lục Châu liếc mắt nhìn bảng thời gian. Không còn bao nhiêu nữa, nhưng lòng quân đã tan rã. Lục Châu thi triển đại thần thông xẹt vào giữa đám địch nhân. Minh tâm kiến tính, kết định ấn, đại huyền thiên trương, huyền thiên tình màng. Quy nguyên kiếm quyết, vạn vật quy nguyên, dưỡng thiên địa khí, hạo nhiên thiên cương. Từng chiêu thức như thác đổ xuống tẩy lễ đám người. Lục Châu không suy nghĩ nhiều, có thể xử lý bao nhiêu thì hay bấy nhiêu. Những chiêu thức này đã đủ, bầu trời Lương Châu Thành hoàn toàn bị cương khí ngăn cản hết tầm nhìn. Từng tên tu hành giả dị tộc rơi xuống như ruồi mất cánh. Không ít người đã bị kiếm cương xoắn nát, máu tươi giữa không trung còn chưa kịp rơi xuống đã bị hạo nhiên thiên cương làm cho bốc hơi không còn lại gì. Lục Châu đứng yên trong pháp thân không nhúc nhích. Thời gian trôi qua từng chút một, cho đến khi tiếng thông báo vang lên bên tai. Tình. Thời gian sử dụng thẻ trạng thái đỉnh phong đã kết thúc, tu vi trở về như cũ. Thấy đao cương và kiếm cương bay đầy trời, tu hành giả Đại Viêm đều ngây người nhìn, quên phải suy nghĩ, quên luôn cả thở. Giang Ái Kiếm nuốt một ngụm nước bọt. Gió lạnh thổi tới, hắn bỗng dùng mình một cái, long ngâm kiếm trên tay rớt xuống đất kêu loảng xoảng. Thanh âm thanh thúy vang lên, cùng lúc đó cương khí đầy trời cũng dừng lại. Toàn bộ thế giới lại trở nên yên tĩnh. Ta có phải đang nằm mơ không vậy? Chư Hồng Cộng ngây ngốc nói, đây thật sự là lực lượng của Cửu Diệp. Cửu Diệp mạnh đến như vậy sao? Không biết nữa. Dù sao ta cũng chưa từng thấy loại đấu pháp thế này. Toàn bộ đều là đại thần thông. Đúng là cứ như đang mơ. Giang Ái Kiếm lau đi mồ hôi trên mặt, đánh ra một chưởng, long ngâm kiếm dưới đất lập tức bay trở về. Thật xin lỗi,
Kìm lòng không được, mọi người quay đầu lườm hắn một cái. Cửu Diệp xuất hiện khiến cho mọi người đều thở phào một hơi. Thế cục hoàn toàn thay đổi, bất kỳ âm mưu quỷ kế gì đều chỉ là trò cười trước mặt thực lực tuyệt đối. Lục Châu đã chứng minh điểm này rất rõ ràng. Thấy cương khí từ từ biến mất, Tư Vô Nhai hạ lệnh, kết thúc công việc. Kẻ nào xâm phạm Đại Viêm, giết chết bất luận tội. Xâm phạm Đại Viêm, giết chết bất luận tội. Xâm phạm Đại Viêm, giết chết bất luận tội. Từng tiếng hò hét vang lên, tu hành giả Đại Viêm vốn bị Thất Quốc Liên Minh áp chế, nay sĩ khí bỗng chốc tăng vọt. Xông lên, tu hành giả Đại Viêm phản công. Trên thực tế, sau màn tẩy lễ vừa rồi, tu hành giả dị tộc còn sót lại cũng chỉ rời rạc năm bè bảy mảng, không làm nên chuyện gì. Quân chủ lực và tu hành giả hạch tâm đều đã bị một mình Lục Châu đánh giết. Những người còn lại không có khả năng là đối thủ của Đại Viêm. Huống chi nơi này còn có hai vị bát diệp. Trên không trung, Lục Châu hờ hững nhìn quân đội dị tộc đang thối lui rồi quay đầu hỏi đế sư Khương Văn Hư, ngươi hài lòng chứ? Khương Văn Hư ngẩng đầu, thần sắc ngây ngốc, không đáp lời Lục Châu mà hỏi, ngươi là Thập Diệp. Lục Châu nói, Thập Diệp có thể làm được như lão phu. Lục Châu muốn thu hoạch thêm nhiều tin tức liên quan đến Hồng Liên địa giới. Chương 778. Không biết. Khương Văn Hư cố gắng đè nén nội tâm sợ hãi. Ta chưa bao giờ thấy Thập Diệp xuất thủ. Ngươi có biết vì sao đến bây giờ lão phu vẫn không lấy mạng ngươi? Ha ha. Khương Văn Hư buồn bã nở nụ cười. Hắn đương nhiên là biết. Việc đã đến nước này, có sợ hãi cũng không làm được gì. Vì thủy tinh cầu ký ức, lão phu không thích nói nhảm. Giao thủy tinh cầu ra đây, Lục Châu nói. Ha ha ha, ta đã sắp chết, giao ra hay không thì có gì khác nhau. Khương Văn Hư nói, đương nhiên có khác. Lục Châu chậm rãi đáp. Lão phu đã biết đến sự tồn tại của Hồng Liên địa giới, ngươi lại là Cửu Diệp. Khương Văn Hư ngươi sao có thể là kẻ vô danh tại Hồng Liên địa giới? Ngươi đang uy hiếp ta. Khương Văn Hư híp mắt nói. Ta đã ở đây mấy trăm năm, sớm đã không còn vướng bận gì nữa. Muốn chém giết, muốn lóc thịt lột ra thì tùy ngươi. Lục Châu gật đầu. Ngươi cho rằng ngươi không nói thì lão phu sẽ không tìm được thủy tinh cầu. Cơ thiên đạo, ta thừa nhận ta đã bại. Bại hoàn toàn. Cụ khụ khụ. Khương Văn Hư ho ra máu, máu tươi chảy tràn ra cổ và ngực hắn. Nhưng ngươi nên từ bỏ ý định này đi thì hơn. Ta đã đưa một nửa ký ức trong thủy tinh cầu đến Hồng Liên địa giới. Tại đó, ngươi chỉ là một con kiến mạnh mẽ mà thôi. Ha ha ha, cỗ quan tài màu đỏ chính là khí cụ vận chuyển. Lục Châu lạnh nhạt nói. Khương Văn Hư giật mình nhìn Lục Châu. Trầm mặc một lát hắn mới nói, ngươi che giấu thật sâu. Năm đó ngươi giả chết có phải không? Nghe vậy, Lục Châu có thể rút ra được kết luận từ hai lần đối thoại với Khương Văn Hư. Rằng trước khi Lục Châu xuyên không đến, cơ thiên đạo đã có khả năng đột phá Cửu Diệp nhưng lại bị Khương Văn Hư giết chết. Chết thật hay chết giả đã không còn ý nghĩa. Lục Châu nói, ngươi nói đúng. Thắng làm vua thua làm giặc, ta không còn lời nào để nói. Khương Văn Hư thản nhiên nhận mệnh, Lạc Thời Âm là do ngươi giết. Lục Châu nói ra lời kinh người. Toàn thân Khương Văn Hư khẽ run rẩy, trong mắt toát ra sự kinh ngạc. Thấy sắc mặt hắn, Lục Châu nói, ngươi hạn chế bước chân của nhân loại, nàng lại cổ vũ cho con người trở nên mạnh mẽ hơn. Nàng cũng tới thế giới này, chắc chắn sẽ trở thành chướng ngại vật đối với ngươi, bị ngươi diệt trừ cũng không có gì lạ. Khương Văn Hư cười ha hả, nhịn xuống cơn đau, chậm rãi nói, nàng quả thật đã bị ta giết chết. Nhân loại nhỏ bé như vậy, vì sao cứ muốn phải tìm ra đáp án làm gì? Không ngăn được tai nạn thì cần gì phải để tai nạn xảy ra? Đang sống yên ổn cớ gì cứ phải tự tìm phiền não? Lục Châu nâng tay, một chưởng ấn bay tới tát vào mặt Khương Văn Hư. Trên mặt hắn hiện ra năm dấu ngón tay đỏ ửng. Chính bởi vì quá nhỏ bé, nên càng phải đi thăm dò, càng phải đột phá cực hạn. Loại người ngu xuẩn như ngươi lại muốn giáo huấn người khác. Lục Châu lắc đầu nói. Thà rằng ngươi thản nhiên thừa nhận mình tự tư tự lợi, lão phu còn có thể coi trọng ngươi một chút. Đáng tiếc, trong mắt lão phu, ngươi đến một con kiến cũng không bằng. Máu tươi vẫn chảy. Khương Văn Hư cảm giác cơn uể oải kéo tới, sinh mệnh khí tức của hắn đã trôi đi hơn phân nửa. Ha ha, ta thừa nhận ta có tư tâm, ta không cho phép bất luận kẻ nào phá hỏng kế hoạch của ta. Đại Viêm cũng được, 12 nước cũng được,
ít nhất ta cam đoan con người nơi đây sẽ không bị hung thú xâm nhập, không bị Hồng Liên địa giới xâm hại. Lạc Thời Âm thì sao? Nàng ta làm cái gì? Nghiên cứu ràng buộc của thiên địa, nghiên cứu Kim Liên, nếu ta không hủy hoại nàng ta, hủy hoại bản bút ký đó thì Hồng Liên địa giới đã hủy hoại nơi này từ lâu. Ta làm nhiều việc như vậy, chẳng lẽ lại không thể có chút tư tâm nào sao? Phần còn lại của bản bút ký đâu? Lục Châu lười nghe hắn giải thích. Khương Văn Hư lắc đầu nói, ha ha, đã bị hủy rồi. Có phải ngươi rất thất vọng không? Hơn nữa, nàng ta vốn không phải tên Lạc Thời Âm. Lục Châu khẽ nhíu mày, vậy Lạc Thời Âm là ai? Ngươi muốn biết sao? Ta sẽ không nói cho ngươi. Tu vi ngươi cao hơn ta, nhưng ta sẽ đem những bí mật này xuống mồ, ta làm ngươi khó chịu cả đời. Nói xong, trong tay Khương Văn Hư xuất hiện một thanh huyết kiếm được ngưng tụ từ máu tươi của chính hắn, đâm về phía Lục Châu. Một kích cuối cùng, Lục Châu hờ hững lắc đầu, vị danh kiếm trong tay tỏa ra phù văn màu đen đánh tới Khương Văn Hư. Ầm, huyết kiếm gãy đôi. Khương Văn Hư nhìn vị danh kiếm được phù văn màu đen bao bọc, đột nhiên con ngươi co rụt lại, run rẩy nói, chờ đã. Xoẹt, kiếm cương bọc lấy vị danh kiếm đâm thủng trái tim hắn. Khương Văn Hư vốn đã bị trọng thương, vậy mà vào lúc khẩn cấp lại có thể tụ thành huyết kiếm, thật đúng là khiến người ta phải kinh ngạc. Lục Châu tuy không còn thể trạng thái đỉnh phong nhưng vẫn là một cường giả nguyên thần cảnh Lục Diệp. Đối với Cửu Diệp thì Lục Diệp đúng là yếu đến đáng thương. Nhưng đối với đế sư lúc này và đám dị tộc tàn dư thì Lục Châu vẫn là ngọn núi cao không thể chạm tới. Vị danh kiếm mang theo kiếm cương không chút lưu tình xuyên thủng trái tim Khương Văn Hư. Chờ, còn chờ cái gì nữa? Đáng tiếc, người ngươi gặp phải là Lão Phu. Nếu đổi lại là một Cửu Diệp khác thì tuyệt đối không phải là đối thủ của đế sư Khương Văn Hư. Dù là Ngũ Quốc Liên Minh hay Thất Quốc Liên Minh, dù là Vĩnh Thọ Hoàng đế Lưu Qua cầm vũ khí siêu thiên giai trong tay hay có tấm thân bất tử thì một vị Cửu Diệp bình thường cũng không có khả năng địch lại. Câu nói này của Lục Châu ẩn chứa rất nhiều ý nghĩa, Khương Văn Hư sao có thể nghe hiểu. Lục Châu cũng chẳng cần hắn nghe hiểu làm gì. Khương Văn Hư cúi đầu nhìn máu, tươi không ngừng tuôn ra giữa ngực. Hắn bất đắc dĩ cười nói, phù văn màu đen, trưởng ấn màu lam. Ngươi cũng không phải là người nơi này. Ngươi thấy không phải thì không phải. Lục Châu hờ hững đáp. Khương Văn Hư gắng gượng đứng thẳng dậy, đưa mắt nhìn quanh. Hắn lưu luyến non sông tươi đẹp này, lưu luyến địa vị quyền thế từng có trong tay. Rồi hắn buồn bã nhìn Lục Châu. Ngươi không nên giết ta. Dựa vào cái gì mà khẳng định như vậy? Lục Châu vẫn không thu hồi kiếm cương. Các bạn đang nghe chuyện Đồ Đệ Của Ta Đều Là Trùm Phản Diện của tác giả Mưu Sinh Nhâm Truyền Bồng tại thư viện sách nói miễn phí. chuyendocviet.com. Chương 779. Sau bao lần bị đánh giết mà Khương Văn Hư vẫn có thể kiên trì tới bây giờ, có thể thấy năng lực sinh tồn của hắn cực kỳ mạnh mẽ. Hồng Liên địa giới có mệnh thạch của ta. Ta mà chết, mệnh thạch tắt, bọn hắn nhất định sẽ tìm được ta, huyết tẩy Kim Liên. Ngữ khí Khương Văn Hư trở nên suy yếu hơn rất nhiều, có hơi điên rồ. Con người cũng chỉ là động vật biết suy nghĩ hơn mà thôi. Cái gì mà hòa bình, cái gì mà sẽ không xâm phạm, đều là do kẻ yếu tự mình an ủi. Châu chấu đá xe, nói dễ hơn làm, nói dễ hơn làm, ha ha. Lão Phu lại đang hy vọng bọn hắn mau tới đây. Lục Châu lạnh nhạt nói, Khương Văn Hư nhìn Lục Châu đầy phức tạp. Trước khi chết, ngươi có thể nói cho ta biết, ngươi rốt cuộc là ai không? Trên đỉnh Lạch Trời, dùng hư ảnh gặp gỡ Lục Châu, hắn đã cảm thấy Lục Châu đặc biệt. Sau một trận chiến, hắn thậm chí còn có ảo giác mình đang chiến đấu cùng Thập Diệp. Lục Châu lắc đầu, ngươi muốn làm Lão Phu khó chịu, sao Lão Phu phải nói cho ngươi biết? Kiếm cương thu hồi, máu tươi dâng trào. Khương Văn Hư kêu lên một tiếng đau đớn, sinh mệnh trôi đi, khí tức dần biến mất. Đúng lúc này, thân ảnh Khương Văn Hư đột nhiên trở nên vặn vẹo, một luồng khí màu tím bao bọc quanh thân hắn bốc lên, sau đó điên cuồng bành trướng. Thanh âm khàn khàn vang lên, ta đã tự gieo trên người mình vu thuật cường đại nhất thế gian. Đây là món quà sau cùng ta tặng cho ngươi. Hãy để toàn bộ Lương Châu chôn cùng ta đi. Nói xong, thân thể Khương Văn Hư hoàn toàn thối nát. Lục Châu nhíu mày, cái tên giảo hoạt này thật là buồn nôn. Lục Châu bay vọt ra sau. Lực lượng phi phàm của Thiên Thư đã dùng hết, tiếp theo nên làm gì đây? Thấy cảnh này,
Đám người Tư Vô Nhai cũng vội hô lên, lùi lại. Sóng âm truyền ra từng ngóc ngách trong thành, tu hành giả Đại Viêm nghe hiệu lệnh đều đồng loạt ngẩng đầu. Thấy luồng khí màu tím đang không ngừng bành trướng, mọi người cấp tốc lùi lại. Trước đây kẻ khiến ta buồn nôn nhất là Mạc Ly, không ngờ bây giờ còn có người vượt mặt à. Đường đường là đế sư Đại Viêm vậy mà lại hèn hạ vô sỉ đến thế. Giang Ái Kiếm nói, Tư Vô Nhai nói, chuyện này rốt cuộc cũng giải thích được tại sao Mạc Ly không cách nào khống chế Lưu Qua và Lưu Thương. Chẳng trách Lưu Thương lại tùy ý để hai đại vu giao hảo với nhị hoàng tử. Chẳng trách từ khi đăng cơ Lưu Thương cũng không màng đến chuyện trị quốc. Chẳng trách Lưu Thương lại si mê nghiên cứu cửu diệp. Chân lý mà bọn hắn thờ phụng bấy lâu hóa ra chỉ là một lời nói dối. Đúng là một lời nói dối trắng trợn. Hoàng Thời Tiết cảm thán nói, bây giờ không phải lúc nói những chuyện này. Ta cảm thấy đám khí màu tím kia không ổn lắm, chúng ta mau rút lui. Giang Ái Kiếm ôm Long Ngâm Kiếm quay đầu bay thật nhanh. Tốc độ bành trước của luồng khí tím vượt quá dự liệu của mọi người. Sư phụ, các chủ, Lục Châu lui về bên đám người, quay đầu nói, tất cả lùi ra sau. Đám người gật đầu, nếu ngay cả cửu diệp cũng không có biện pháp thì còn ai đối phó được nữa. Lúc này, luồng khí tím từ từ chìm xuống. Khi nó chạm vào điểm cao nhất trên tường thành, bức tường lập tức bị ăn mòn. Đây là loại vu thuật gì thế? Chỉ mong ngươi có thể hài lòng. Âm thanh ngày càng trầm thấp. Xem ra Khương Văn Hư đã dùng toàn bộ tuổi thọ còn lại của mình để dẫn đạo vu thuật. Lục Châu nâng tay lên, một trưởng đại vô uy ấn đánh ra, dung nhập vào trong đám khí màu tím rồi biến mất không thấy gì nữa. Không có tác dụng. Khí này giống như khí độc có tính chất ăn mòn. Ngay cả tường thành bị nó chạm phải đều mục nát thì huống hồ gì là cơ thể người. Một bộ thi thể trên tường thành bị luồng khí tím chạm vào, chỉ trong giây lát thi thể đã hóa thành bọt khí, máu thịt be bét. Lục Châu đột nhiên cất tiếng gọi, Bạch Trạch. Nghe được tiếng triệu hồi, Bạch Trạch từ đằng xa đạp bước trên mây chạy tới. Hiểu được ý Lục Châu, nó kêu lên một tiếng vang vọng cả Lương Châu Thành. Tu hành giả Đại Viêm dừng chân ngẩng đầu, nhìn thấy một luồng khí điềm lành đang bay về phía đám khí màu tím. Ngay sau đó, cơn mưa điềm lành từ trên trời giáng xuống. A, à, một tiếng kêu thảm thiết khàn khàn trầm thấp vang lên. Vì sao chứ? Âm thanh truyền ra từ đám khí màu tím tràn ngập vẻ không cam lòng. Ao! Thừa dịp khí tím còn chưa bành trướng ra khắp bầu trời Lương Châu Thành, Bạch Trạch không ngừng bay tới bay lui trên không trung để gieo rắc cơn mưa điềm lành. Cơn mưa rào như thác nước đổ xuống tưới vào luồng khí tím, các khí thể rất nhanh đã bị điềm lành bao trùm, sau đó cấp tốc thu nhỏ. Từ trong luồng khí tím thỉnh thoảng lại truyền ra tiếng kêu thảm càng lúc càng nhỏ dần. Các tu hành giả Đại Viêm không tiếp tục lùi lại mà lần lượt bay trở về. Lục Châu cũng đứng tắm mình trong cơn mưa điềm lành, thỏa thích hưởng thụ cảm giác tu vi đang dần khôi phục. Giống như lần trước, lực lượng phi phàm khôi phục với tốc độ cực nhanh. Rốt cuộc Bạch Trạch có được loại năng lực gì mà không chỉ có thể khắc chế vu thuật, còn có thể khôi phục lực lượng phi phàm. Theo Lục Châu, thần thông thiên thư là một loại lực lượng nằm ngoài pháp môn ba nhà nho, Phật, Đạo. Thiên thư địa tự quyển có thể được chứa đầy trong vòng 7 ngày lĩnh hội. Nếu tính thêm Bạch Trạch thì xem như thời gian được giảm đi một nửa. Đương nhiên đây cũng chỉ là lý thuyết. A, à, một tiếng kêu thê thảm vang lên giữa đại địa khiến tinh thần mọi người rung động mạnh. Sinh mệnh lực của Khương Văn Hư ương ngạnh vượt xa dự liệu của mọi người. Lục Châu khẽ nhíu mày, chẳng lẽ làm đến vậy mà hắn cũng chưa chết? Từ lúc ở Lâu Lan đánh hắn thương tích đầy mình mà hắn vẫn còn sống đến bây giờ. Nghĩ lại, việc Lục Châu mang hắn về Lương Châu quả nhiên là sáng suốt. Tinh, đánh giết một mục tiêu, thu hoạch được 4.000 điểm công đức. 4.000. Bát Diệp ban thưởng 1.500 điểm, Cửu Diệp ban thưởng 4.000 điểm, ban thưởng rõ ràng tăng lên rất nhiều. Theo điểm thưởng của hệ thống mà tính toán thì Xích Diêu được ban thưởng 5.000 điểm sẽ mạnh hơn cả Cửu Diệp. Nhớ lại tình cảnh lúc lạc vào biển đen ở thế giới hắc ám, dù là người có kiến thức rộng rãi là lịch duyệt phong phú như Lục Châu cũng vẫn cảm thấy sợ hãi. Lục Châu từng dùng một nửa lực lượng phi phàm đánh Xích Diêu nhưng lại chỉ như gãi ngứa cho nó. Nếu lúc đó không có thẻ một kích chí mạng thì hắn đã trở thành thức ăn trong bụng Xích Diêu rồi. Cơn mưa điềm lành rốt cuộc cũng dừng lại, luồng khí tím đã biến mất không còn gì. Tại Lương Châu Thành, sau cơn mưa trời lại sáng. Cầu vồng xuất hiện, ánh mặt trời gay gắt rọi xuống. Bạch Trạch kêu lên một tiếng, cúi đầu nhìn kết quả mỹ mãn rồi đạp không rời đi. Nó đã hao hết toàn bộ năng lượng,
bây giờ không thể không quay về ngủ đông. Lục Châu nhìn bảng hệ thống, chú ý thấy phía sau tên Bạch Trạch có thêm ghi chú đang nghỉ ngơi. Chỉ là Lục Châu vẫn có cảm giác lần này Bạch Trạch đã tiêu hao quá nhiều năng lượng điềm lành, e là không chỉ nghỉ ngơi có 7 ngày là đủ. Sư phụ, Bạch Trạch thật quá lợi hại. Tiểu Diên Nhi và Hải Loa bay tới nghênh đón. Chương 780. Lục Châu quay đầu nhìn thoáng qua Hải Loa, thấy tiểu nha đầu đang nhìn cảnh tượng hoang tàn bên dưới của Lương Châu Thành với vẻ mặt phức tạp, đặc biệt là khu vực có 7 chiếc phi liễn rơi vỡ. Ngươi biết hắn? Lục Châu thăm dò. Hải Loa lắc đầu đáp, không biết. Lục Châu không đề cập tới chuyện Hồng Liên, vì đa số tu hành giả Đại Viêm đều không biết rõ về sự khác biệt giữa Hồng Liên và Kim Liên. Có nhớ quê hương ngươi ở đâu không? Lục Châu hỏi. Rất xa, rất xa, phải ngồi thuyền đi cực kỳ lâu. Hải Loa mơ hồ đáp. Lục Châu xoay người lại đối mặt với Hải Loa, nghiêm túc hỏi, thuyền gì? Một chiếc quan tài màu đỏ, sư phụ đã từng thấy nó rồi. Hải Loa nói, đúng như Lục Châu đã dự đoán. Tư Vô Nhai đứng gần đó nghe được lời này kinh ngạc vô cùng. Không ngờ cỗ quan tài kia lại là một khí cụ vận chuyển. Quan tài có khắc trận văn màu đỏ, lực phòng ngự kinh người, đúng là rất thích hợp để vận chuyển tu hành giả vượt qua khu vực biển đen. Ngươi còn nhớ biển đen không? Lục Châu hỏi. Hải Loa mờ mịt lắc đầu, nước biển rất trong mà. Đâu có màu đen? Ngươi không phải từ trong biển đen bay ra sao? Lục Châu kinh ngạc. Hải Loa lại lắc đầu. Đáp án này nằm ngoài dự liệu của Lục Châu. Điều này có nghĩa là không chỉ có một con đường nối thông Hồng Liên giới và Kim Liên giới. Ngươi có biết Lạc Thời Âm không? Lạc, Lạc, Đồ Nhi biết. Hai mắt Hải Loa sáng lên, tựa như đang nghe thấy một cái tên quen thuộc. Nàng đang ở đâu? Không nhớ. Còn nhớ được chuyện gì nữa không? Không có. Hải Loa buồn bã lắc đầu. Lục Châu lộ vẻ tiếc nuối. Dựa theo tình trạng thức tỉnh của Hải Loa thì nàng nhớ ra được những chuyện này đã là không tệ. Đưa tay đây. Vâng. Hải Loa vươn cổ tay về phía sư phụ. Tư Vô Nhai nhìn cảnh này, trong đầu như có điều suy nghĩ, trong khi những người khác đều không hiểu Lục Châu đang làm gì. Lục Châu dùng hai ngón tay bắt mạch cho nàng, sau đó hắn rơi vào trầm tư. Từ mạch tượng của Hải Loa có thể thấy sinh mệnh lực của nàng rất dồi dào, thậm chí còn có vẻ gần đủ cả ngàn năm, cách thời điểm đại nạn thọ mệnh cực kỳ xa xôi. Điều này khác hoàn toàn với Vu Chính Hải. Vu Chính Hải đã chết 3 lần, ngàn năm thọ mệnh đã tiêu hao gần như không còn. Hắn còn sống được hoàn toàn nhờ vào Hồng Ngư Chi Tâm bổ sung thêm 100 năm tuổi thọ, khí tức sinh mệnh rất yếu ớt. Từ đó có thể suy ra, Hải Loa không phải là người tộc Vô Khải. Thế nên khả năng Lạc Thời Âm phục sinh biến thành Hải Loa gần như bằng không. Đương nhiên bây giờ mà đưa ra phán đoán này thì vẫn còn hơi sớm, có lẽ Hồng Liên địa giới có thủ đoạn kinh người đủ để khiến một người trọng sinh. Nếu không thì việc Hải Loa thức tỉnh tu vi làm sao mà giải thích. Thấy Hải Loa lộ vẻ khó xử, Lục Châu lên tiếng an ủi, nghĩ không ra thì đừng nghĩ nữa. Xin lỗi sư phụ, Đồ Nhi không cố ý muốn quên. Hải Loa áy náy nói. Tiểu Diên Nhi nắm chặt tay Hải Loa, thân thiết nói, không sao, sư phụ không trách muội đâu. Vâng. Tu hành giả Đại Viêm lần lượt bay lên bầu trời Lương Châu Thành, lăng không quan sát cảnh tượng hoang tàn khắp nơi. Ai nấy đều khẽ thở dài, bỏ ra đại giới để đổi lấy hòa bình vẫn rất đáng. Trải qua trận chiến này, liên minh 12 nước đã hoàn toàn sụp đổ. Trong một khoảng thời gian tương đối dài, bọn hắn sẽ không còn năng lực gây chuyện nữa. Mấy trăm tu hành giả lăng không lơ lửng trên bầu trời, sau đó đồng loạt xoay người nhìn về phía Lục Châu, khom người hành lễ thật sâu. Thiên ngôn vạn ngữ đều gói gọn trong một cái khom người đầy thành kính này. Đúng lúc này, từ phía đông đột nhiên có một tòa pháp thân cao 10 trượng vọt tới. Đi đầu là Diệp Thiên Tâm mặc bạch y đang điều khiển pháp thân, theo sát phía sau là Hoa Vô Đạo, Hoa Nguyệt Hành và Tả Ngọc Thư. Tiểu Diên Nhi chạy tới nghênh đón, tươi cười nói, sư tỷ, tỷ tới chậm rồi. Diệp Thiên Tâm dừng lại, nghi hoặc nhìn bốn phía, muộn rồi sao? Lục sư tỷ, sư phụ gọi ra pháp thân cửu Diệp, liên tục sử dụng đại thần. Thông, giống như là, Tiểu Diên Nhi nhất thời không biết dùng từ gì để miêu tả. Được rồi, Lục Châu biết tiếp theo sẽ là những lời có cánh. Bây giờ không phải lúc để nói mấy chuyện này. Diệp Thiên Tâm khom người làm lễ, sư phụ, các chủ. Tả Ngọc Thư, Hoa Vô Đạo và Hoa Nguyệt Hành nhìn quang cảnh hoang tàn nơi đây, mãi một lúc vẫn không thể bình tĩnh lại.
thật khó có thể tưởng tượng nơi này vừa xảy ra chuyện kinh thiên động địa gì. Bình chướng vỡ nát, không còn một nơi nào nguyên vẹn, lầu các tan tành, khắp nơi đều là thi thể ngổn ngang. Lục Châu vuốt râu nói, thu dọn đi. Tuân mệnh. Các tu hành giả Đại Viêm cùng nhau vén tay áo làm việc. Tư Vô Nhai nói, sư phụ, phía đông thành vẫn còn chưa bị phá hủy, người đã chiến đấu lâu như vậy, hay là đến đó nghỉ ngơi đi. Được. Mặc dù lực lượng phi phàm trong cơ thể đã được thần kỹ của Bạch Trạch khôi phục, nhưng suốt chặng đường dài chiến đấu với nhịp độ cao đã khiến Lục Châu mệt mỏi đến mức chết lặng. Hắn cũng cần được yên tĩnh nghỉ ngơi, đồng thời suy nghĩ chút chuyện. Cùng lúc đó, tại Hồng Liên địa giới, trong một cung điện nguy nga sừng sững, một lão giả đầu đội hồng quan đang ngồi nghỉ ngơi, nhắm mắt dưỡng thần. Một tên thuộc hạ đi tới, khom người nói, Khâu trưởng lão, mệnh thạch của trưởng lão Khương Văn Hư đã tắt. Lão giả đội hồng quan lập tức mở mắt, đã nhiều năm như vậy mà hắn vẫn bật vô âm tín. Thủ đoạn bảo mệnh của hắn rất nhiều, người giết được hắn. Chỉ có thể là Thập Diệp. Thập Diệp chính là thiên giới Bà Sa. Có loại đại năng này tồn tại, vậy cái chết của Khương trưởng lão có cần truy cứu nữa không? Chuyện gì cũng có nặng có nhẹ, trước cứ lấy thủy tinh cầu mà hắn gửi về đem đi nghiên cứu một phen. Ngoài ra nhanh chóng lệnh cho người tính toán lộ tuyến của cỗ quan tài, tìm tới vị trí của hắn. Khâu trưởng lão nói, vâng, chuyện bên phi tinh trai thế nào rồi? Khâu trưởng lão hỏi. Phi tinh trai đã hạ được Loan Điểu, danh tiếng đang cực thịnh, nhưng phi tinh trai cũng vì vậy mà bị thương nặng. Hơn nữa, nghe nói phi tinh trai muốn điều tra một tên hung thủ thần bí nhưng đến giờ vẫn chưa có manh mối. Hung thủ, trong lúc phi tinh trai đang thi hành nhiệm vụ, có một đệ tử ngũ diệp bị tập kích, không phải do hung thú. Sau khi về thành, trong lúc bọn hắn còn đang nghe ngóng điều tra thì hung thủ lại tiếp tục chém thêm ba người của phi tinh trai. Kẻ đó là một cao thủ kiếm thuật. Khâu trưởng lão gật đầu. Cao thủ kiếm đạo như thế hẳn không phải là hạng người vô danh. Phái người điều tra đi. Địch nhân của địch nhân chính là bằng hữu, tìm biện pháp lôi kéo hắn. Vâng. Trong lúc đó, nhân vật chính Ngu Thượng Nhung đang bị dư luận xì xào bàn tán suốt mấy ngày nay lại đang ngồi yên vị trong một tửu lâu, thỉnh thoảng lại nhấp một ngụm rượu nhỏ. Hắn nhìn nha đầu có đôi mắt to tròn đang ngồi đối diện mình, thầm nghĩ có phải do bình thường hắn tỏ ra quá mức ôn hòa nên nha đầu này mới gan to bằng trời mà lẽo đẽo theo hắn suốt mấy ngày nay. Các bạn vừa nghe xong tập 78 của bộ truyện Đồ Đệ Của Ta Đều Là Trùng Phản Diện của tác giả Mưu Sinh Nhâm Truyền Bồng tại thư viện sách nói miễn phí. truyệnđọcviệt.com. Nếu bạn không muốn gián đoạn bởi quảng cáo của YouTube khi nghe thì có thể truy cập trực tiếp website truyệnđọcviệt.com để thưởng thức bộ truyện. Đường link truy cập mình để ở phần mô tả. Mọi ý kiến góp ý xin vui lòng cho mình biết ở dưới phần bình luận video này. Và các bạn đừng quên nhấn like và theo dõi để giúp kênh phát triển nhé. Xin cảm ơn.